Rồi, xin chào tất cả các anh chị em nhé. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh Nhật Anh Mobile, chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng điện thoại từ cũ đến mới anh em nhé. Hôm nay thì em lên clip này giới thiệu anh em chuyên dòng Sony anh em nhé. Sony hôm nay mới về thêm mấy hàng rất là hot luôn. Có X5 này, hàng mới 100% nhé, bản Nhật hàng mới anh em nhé. Nó chỉ nhỉnh hơn máy cũ có đô 200-300 nghìn thôi, giá cực kỳ tốt anh em nhé. Đấy, ngoài ra thì có XZ1 và XA2 Ultra cũng là hàng mới này, X1 hàng mới này. X1 thì là hàng quốc tế 2 SIM anh em nhé. Đấy là những cái mẫu giá bình dân, giá rẻ. Còn lại đời cao thì vẫn có 1 Max 4 này, 5 Max 4, 10 Max 4, 1 Max 3, 1 Max 2, đủ loại anh em nhé. Anh em quan tâm những cái dòng máy này thì đón xem chi tiết ở trong video anh em nhé. Ok, cửa hàng em thì địa chỉ ở Hà Đông, Hà Nội nhé. Anh em mà gần có thể qua xem trực tiếp. Anh em mà xa bên có gửi hàng ship code toàn quốc nhé. Có cọc trước, có kiểm hàng trước khi thanh toán nhé. Máy bán ra sẽ bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1 cho anh em nhé. Anh em không lấy bảo hành thì em sẽ giảm từ 2 cho đến 400 nghìn trực tiếp vào giá máy anh em nhé. Ok chưa anh em? Đấy, tặng kèm phụ kiện sạc cáp rồi là cường lực ốp lưng nhé. Máy nào không có thì anh em thông cảm, vui bên mua bên ngoài cho em. Còn đa số em có tăng kèm đầy đủ cho anh em sạc cáp cường lực ốp lưng. Ok rồi, không làm mất thời gian thì hôm nay em sẽ vào giới thiệu luôn nhé. Em sẽ vào giới thiệu luôn cái dòng X5 mới về này, X5 bản Nhật mới nguyên siêu anh em nhé, nguyên siêu chưa qua sử dụng. Đấy, dòng này thì đợt này máy cũ giá lại cao anh em ạ, máy mới này giá hợp lý hơn. Thì em lại lấy máy mới này về phục vụ anh em nhé. Tất cả đều là màu xanh tím than. Cấu hình máy sẽ là RAM 6GB, bộ nhớ trong 64 nhé. Chạy con chip Snap 855 này. Đấy, màn hình là 6,1 inch. Tỷ lệ sẽ là 219. Pin 3130 anh em nhé. Đủ dung lượng pin 100% luôn. Đủ dung lượng pin 100% anh em nhé. Dành cho những em nào cần máy chất. Con này thì sẽ chạy Android gần như là gốc nhé, thuần Google, không tùy biến nhiều cho nên sẽ rất là mượt. Dòng Sony này anh em nào mà dùng rồi thì có thể biết, còn anh em chưa dùng có thể mua dùng trải nghiệm nhé. Máy thì nói chung máy mới không gì quảng cáo nhiều, em nói sơ qua đấy thôi. Giá sẽ là 3.050.000 nhé, 3.050.000, tặng kèm đầy đủ sạc cáp cường lực ốp lưng. Đấy, bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1 nhé. Anh em không lấy bảo hành trừ 200, không lấy bảo hành trừ 200 luôn anh em nhé. Rồi, tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cái dòng XA2 Ultra này. Dòng này nọ em về được 5 cây thì còn duy nhất một cây màu vàng thôi anh em nhé. Hàng vẫn đang về, tiếp tục về. Anh em có nhu cầu thì cứ đặt hàng nhé. Sẽ có cả màu xanh nữa. Đây là màu vàng này. Con này thì sẽ là bản quốc tế 2 SIM. Quốc tế 2 SIM anh em nhé. Đấy, cái này cái điểm nổi bật là viền màn hình này rất là mỏng luôn. Thời điểm ra mắt cũng cực kỳ là đình đám nhé. Nó gọi là máy gọi là không viền màn hình đấy. Rất là mỏng luôn này. Con này thì sẽ cấu hình sẽ là RAM 4GB, bộ nhớ trong 32 nhé. Chạy chip Snap 630 này. Màn hình là 6 inch. Pin 3500. Đấy. Con này thời lượng pin cũng tương đối là tốt anh em nhé. Tương đối là tốt. Máy mới cũng không có gì quảng cáo nhiều đâu. Anh em thích là kết thôi. Nhiều anh em vẫn thích cái dòng máy này. Có 2 cam trước này. Có cả đèn flash bên trước luôn này. Cam sau đây. Có cả LFC nhé. Anh em có thể quét căn cước công dân, quét chip ngân hàng ok nhé. Còn này thì bên em đang bán cho anh em với giá là 2.150.000 nhé. 2.150.000 tặng kèm sạc cáp anh em nhé. Ok. Tiếp theo em sẽ giới thiệu anh em XZ1. XZ1 thì đây anh em nhé. Rất nhiều anh em vẫn đang ưa thích cái dòng này. Thiết kế cực kỳ mỏng, nhỏ gọn, cầm nhẹ nhé. Máy thì cũng là máy mới nhưng bản Nhật xuất banh anh em nhé. Hàng này thì nguồn gốc nó sẽ là hàng đổi bảo hành của nhà mạng nhé. Đổi bảo hành của nhà mạng cho nên là nó có máy mới, bây giờ xả kho nó còn nhé. Chứ cái hàng này hiện tại là rất là hiếm rồi, rất là hiếm nhé. Tất cả đều là màu xanh, kiểu xanh xám chì nhé. Màu này cũng rất là đẹp. Đấy, màu rất đẹp luôn. Giá 1.750.000 anh em nhé. 1.750.000. Đấy, tặng kèm xả cáp cường ốp lưng. Ok cho anh em. Con này thì anh em mà không lấy bảo hành, không lấy phụ kiện thì trừ 200 nhé. Không bảo hành, không phụ kiện trừ 200. Đây anh em, hai màu tất cả đều một màu nhé. XZ1 này thì tất cả đều là một màu. Rồi, tiếp theo em giới thiệu luôn con X1 này, hàng mới, cũng là hàng mới như là bản quốc tế 2 SIM nhé. Quốc tế 2 SIM, cũng là máy nguyên siêu Made in Thái Lan này. Hàng này cũng là hàng đổi bảo hành nhé, nhưng mà nó lại là bản quốc tế. Đấy. Con này thì cấu hình nó sẽ cao hơn bản Nhật một chút nhé. RAM 6 bộ như trong 128 này.
vẫn chạy chip 855, màn hình là 4K 6,5 inch, pin 3300, cực kỳ chất lượng luôn. Con này có giá là 4 triệu tròn anh em nhé, 4 triệu tròn. Máy thì hiện tại em còn mấy cây nhưng mà tất cả đều là màu trắng hết nhé, màu trắng hết anh em nhé, 4 triệu tròn. Ok. Rồi, tiếp theo em giới thiệu anh em con XZ2 này đi. Con này thì máy bản Nhật. Cấu hình RAM 4GB bộ nhớ trong 64 nhé, chạy chip 835. À 845 nhé, con này chạy chip 845, màn hình là 5,7 inch. Pin 3100. Đấy, màn đẹp không ám mố gì, máy vẫn bao zin cho anh em nhé. Hình thức 9899, giá 1.650, 1.750 anh em nhé. 1.650 đến 1.750. Ok. Rồi. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu anh em mấy con đời cao nhé. Đây, một Mark 4 đi. Một Mark 4 hiện tại hôm nay em có hai màu nhé, đen trắng. Trắng này sẽ hơi ngả xanh, rất là đẹp luôn. Con này thì cấu hình nó phải đẳng cấp rồi, cao rồi nha anh em nhé. RAM 12, cũng như trong sẽ là 256. Con này thì chạy chip Snap 8 Gen 1 nhé. Đấy, màn hình 4K 6,5 inch. Màn con này thì xuất sắc rồi, luôn nó đứng top rồi anh em nhé, đứng top rồi. Có cả tần số quét 120Hz này. Đấy, pin là 4500, à pin 5000, sorry anh em nhé, cái này sẽ là pin 5000. Hình thức này còn rất là đẹp luôn anh em nhé. Em quay sát cận cảnh cho anh em nhìn này, nó cũng gần như là máy mới luôn, này new. Đấy, chân sạc này, ok cho anh em. Giá sẽ là 10.500.000 anh em nhé, 10.500.000. Bản này sẽ là bản áo U, úp dòng quốc tế rồi anh em nhé, úp dòng quốc tế rồi, dùng được cả LFC đầy đủ anh em nhé. Anh em có thể quét căn cước, quét ngân hàng, ok rồi. Đấy, máy thì cực kỳ mượt rồi. Nói chung là con này thì không có gì quảng cáo rồi, anh em kết là anh em chốt thôi. 10.500.000 nhé, tặng kèm đầy đủ xả cáp cường độ lực. Cái này anh em không lấy bỏ anh em trừ 400 nhé. Ok. Tiếp theo là 5 Mark 4 này. Anh em thích nhỏ gọn thì anh em dùng dòng 5, còn anh em thích màn to thì anh em dùng dòng 1. Đấy, nó chia ra hai dòng như vậy anh em nhé. 5 Mark 4 này thì máy nhỏ nhưng mà vẫn đảm bảo cấu hình cao, pin tốt anh em nhé, pin trâu luôn. Con này thì RAM 8GB cũng như trong 128 này. Đấy, màn hình sẽ là 6,1 inch, có 120Hz, pin 5000. Đấy, máy nhỏ nhưng pin dung lượng vẫn rất cao cho nên thời lượng pin là tốt anh em nhé. Máy này new đẹp kem, màu trắng, em còn hai cây màu trắng thôi. Giá là 7.600.000 nhé, 7.600.000. Ok cho anh em, cực kỳ chất lượng luôn. Khung viền bằng kim loại anh em nhé, anh em lưu ý những con Sony này thì đều có khung viền kim loại màn lưng kính trước sau hết nhé. Ok, mỗi con này là vỏ nhựa này. Đây em giới thiệu luôn này, con này là con 10 Mark 4, thì là một dòng máy gọi là giá rẻ bình dân, mà pin trâu. Giá rẻ bình dân pin châu anh em nhé. Con này thì cấu hình sẽ là RAM 6GB, bộ nhớ trong 128 này. Đấy, chạy chip 6955G, dùng cũng rất là mượt nhé. Màn hình là 6 inch, pin 5000. Con này anh em dùng bình thường pin phải 2 ngày, cực kỳ châu anh em nhé. Châu nhất trong các dòng Sony luôn. Đấy, 3.8 một cây anh em nhé, hai màu đen trắng, 3.8 anh em nhé, 3.8. Rồi tiếp theo em giới thiệu anh em một Mark 3 nhé. Một Mark 3 thì hiện tại em có cả hai bản nhé, một SIM và hai SIM. Đây cái máy em đang cầm trên tay là bản hai SIM này. Máy nó khác nhau ở cái bản zoom thôi, thì nó úp được lên hai SIM thôi. Còn lại máy móc như nhau nhé, cấu hình như nhau, cấu hình như nhau anh em nhé. Con này thì sẽ là RAM 12, bộ nhớ trong 256, chạy chip Snap 888 này, màn hình là 4K 6,5 inch. Đấy, màn sáng đẹp không làm mố gì. Có tần số quét 120Hz nhé, pin là 4500, có hai màu tím và màu đen, tím và màu đen nha anh em nhé. Bản hai SIM này bên em đang bán cho anh em với giá là 6.8 đến 7.3 nhé, tùy hình thức, 6.8 đến 7.3 bản hai SIM. Còn đây là bản một SIM này anh em, một SIM thì giá đợt này cực kỳ rẻ anh em nhé, xuống rất nhiều, giá chỉ từ 6.000.000 đến 6.2.000 bản một SIM, 6.000.000 6.2.000 bản một SIM anh em nhé. Ok cho anh em, máy vẫn rất là đẹp, rất đẹp anh em, hai màu đen tím nhé. Anh em quan tâm màu gì, hình thức như nào cứ nhắn cho em nhé. Rồi cuối cùng em giới thiệu anh em dòng một Mark 2 này. Một Mark 2 này thì cũng có cả bản một SIM, cả bản hai SIM nhé. Cấu hình RAM 8GB, bộ nhớ trong 128, chạy con chip Snap 865 này. Màn hình vẫn là 4K 6,5 inch, cực kỳ đẹp nhé. Pin 4000 anh em nhé,
Đấy, máy hình thức này anh em nhìn này, cây màu tím này cực kỳ đẹp luôn. Bản một sim đang có giá là 4.1 triệu đến 4.600.000. Đấy, 4.1 triệu đến 4.600.000 anh em nhé. Còn bản 2 sim thì có hai màu đen trắng, giá 5.1 triệu, 5.2 triệu. Đấy, bản 2 sim 5.1 triệu, 5.2 triệu anh em nhé. Ok, rồi. Cuối cùng thì anh em có nhu cầu đặt hàng, mua hàng, liên hệ em qua số điện thoại em để trên màn hình nhé. Anh em cũng có thể nhắn qua Facebook, fanpage, cái đường link em sẽ để dưới phần mô tả của video. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Chào tất cả anh em.